Món gì ngon hôm nay, có món gì ngon đây này? Đây, xem cái này. Cái menu. Thịt rồng này. Làm gì có thịt rồng? Nào. Phải lắng. Đấy, mày tầm nhìn ngay mày lại chọn mấy cái món rẻ rẻ để mày để mày bớt tiền mà. Chọn món đáp nào. Vâng, để cứ để em chọn. Ấy, lẩu nướng mẻ này, mày thích ăn mẻ không? Lẩu trâu gì? Ok. Đấy, ai đã à? Ui. Ôi. Anh mà ngồi lên thì thôi xong cái xe luôn. Con khói lớn đây. Lẩu trâu nhá. Ừ, thịt lợn mán. Lẩu trâu này, thịt lợn mán này. Cứ lẩu thập cẩm luôn đi nhỉ. Cả trâu cả thập cẩm. Rồi mày gọi thêm món gì nữa? À, cho em đĩa đậu. Có ăn đậu. Mực xào chấm mực ta. Mực có mực không anh? Hôm nay có mực không? Hết mực à? Thế thì đấy mày gọi đi. Thế có được. Món gì chấm mua tài đó? Không được gọi mấy cái món rẻ rẻ nhá. Còn món gọi món đắt à? Món... xôi gì anh ấy? Ui. Đây, tất đây á? Tất đây á? Mày gọi tất chỗ này thế này thôi á? Ừ. Gọi thêm. Hôm nay phải ăn toàn đồ ngon toàn đấy chứ. Thế mày gọi thêm hết bao nhiêu tiền? Em có biết bao nhiêu đâu. Anh ơi. Ôi. Cho em đĩa trâu luộc cả con. À, cả gì nhỉ? Cả mù tạng nữa. À đấy, anh chết vào lấy mù tạng. Anh chết vào đi. Trời, ăn luôn thế này thì bọn mày ăn đi. Trời, mày cũng này. Đấy, rượu nữa. Mày uống nước gì? Nước coca. Tao bảo tao gọi mấy món này. Lấy cả mù tạng nhanh nhé. Ăn thế này không gọi trâu để rồi các thể loại trâu đấy thú rừng ra ăn đi. Hôm nay anh em mình ăn hết triệu, tại tao còn 100 triệu muốn ăn tiền. Ăn tiền luôn đấy. Ừ. Ăn 1 triệu để lấy 100 nghìn. Hả? Lấy đi một tạc nhé. Cái đâu rồi? À đấy, chén dần đi đã. Hết rồi. Thì, không đủ ạ. Mãi hôm nay anh em mình quyết định gọi là xóa, chả mấy khi nhặt được tiền. Đấy. Nhé, nhặt được hơi nổ thôi. À, mình mà có nợ ai hay là vay của ai ngày trước thì tôi tết nhặt được tiền giả nhá. À, như hôm nay nữa, nhặt được 1 triệu lắm, nhớ đâu. Đấy người, cái bọn nó nhiều tiền. Được 1 tuổi nhiều, bọn nó rơi tiền nhiều lắm. Ờ, tao nhặt được 10 triệu thì sao? Còn cho em nhặt được 20 nghìn. 20 nghìn bỏ. Được 100 nghìn làm như chó làm. Bao đệ nhặt được 100 nghìn. Nhìn thấy tiền rồi. Đấy, để kể cái câu chuyện đấy nhá. Anh em mình đang đi xe. Hắn nhìn thấy tờ 100 nghìn đang lấp ló đằng góc rồi. À, có một ông đi qua, hắn nhìn thấy nhưng mà hắn chưa nhặt đâu. Đi qua phát lao vù. Chả thế à? Thì nhớ đâu, mình nhặt người ta lại bảo là người ta làm giấy tiền thì sao? Trong cái đầu ấy. Thì hôm nay thật thấy 1 triệu nó vù nhanh thế. Hả? À, 1 triệu nó sẽ vút nó mạnh quá. Bây giờ có anh được, có ai được. Mà anh vẫn nhanh hơn em đấy, vô được trước ấy. Ôi giời, này tiền này. Nó đi liền thì cũng ruột không vô nhanh gì mẹ. Mất nhá. Đây. Uống đi. Uống cho mày chết. Nào, 100%. 100% chơi không? Chơi luôn. Nào.
nhỉ? Lúc nãy tao gọi đồ là lâu lúc nào nhỉ? Lâu rồi. Lâu rồi à? Xong rồi. Con chưa đem ra nhỉ? Anh biết. Con đừng còn bán nữa. Từ từ để tao đi xem đã nhá. Đó. Máu để gọi nó đồng đo rồi nhỉ? Từ lại từ một bước cho nhau. Thì cứ đưa đây đã. Đấy, tổng chí nó trừ 50.000. Tiền thì vẫn phải lấy hả? Ừ, vẫn phải chưa đã đủ đâu. Thì ký sổ. Ký sổ không? Không, tí nữa tao giữ cả xe. Rửa, xếp bát vào, ra rửa đi. Lần nào bát bị rửa cho. Dọn hết vào xong ra bên kia rửa. Máu đại ca bảo em ở lại thanh toán mà. Bảo là máu đệ cầm tiền. Có tiền đâu. Để ra xích xe có lại. Có tiền đâu. Đấy, con lấy cả một canh mì tôm như thế này. Thì ăn mì tôm thì chẳng lấy lại một canh. Tới chiều là còn đi ăn xoài. Lại đi ăn trộm xoài nhà hàng xóm à? Không. Nhanh lên, dọn nhanh để ra rửa đi. Rồi, cháu khắc rửa. Chú cứ đi làm đi. Ra trông xe, nó xích xe mới lại. Tan mắm tôm thì rửa thì tối thôi rồi. Hai lần bắt mì ở ngoài nhà hàng rửa bát gì đấy. Nó có thịt bỏ gà cho. Đây con nhìn nữa. Rửa canh mẹ nữa. Rửa bát một không?
chưa? Sắp xong rồi. Sắp xong rồi sao ít bát thế này? Hả? Sắp xong rồi sao ít bát này? Đây có mấy bát hả? Tận mấy cái, tận mấy cái mà sao vỡ hết, rửa bát nào vỡ hết này. Vỡ hết thế này là? Cái nơi mà có phải rửa ăn đó đâu. Bây giờ mình thấy về ra đây vào chỗ này cơ mà. Tại nó nặng quá, ai ở chú, chú cháu về cái chỗ nó to rồi đấy. Vỡ hết cả bát rồi, rửa thế này làm sao mà rửa được. Thôi đi. Thôi đi về đi. Ok, đi để xe đây. Không để xe đây đâu. Đây, đi về đi, để xe đây. Thôi đi về. Thôi đi về đi. Để xe đây bảo không đi, đi về đi. Không xe. Bảo thằng Mao đại ca ra đây chuộc. Nhanh lên. Bảo Mao đại ca ra đây trả tiền đấy.